under you because you bãi Bắc Bảy Vì Là. I'm very worried. Điểm thú vị của nó là nó chỉ có 500 mét vuông nhưng mà nó có đến 5 à 3 hồ bơi riêng. Rất là ngoài trí tưởng tượng. Kiệt tác mới của Vince Valley. Cái con đường này thì có vẻ không liên quan lắm đến resort. Và đây là lối vào riêng. River Chip tự hào là một trong chắc là một hoặc là ba đơn vị và TA của Việt Nam mà được mời tham dự chương trình này cùng những người nổi tiếng hay là các cái công ty nước ngoài. Từ đây có một cái tầm nhìn rất là đẹp, rất là gần, không thể tin nổi. Nhìn một tòa lâu đài nhỏ hiện ra trước mắt. Good evening. Chào. Dạ. Bước vào Villa 99. À, sorry. Villa C. À, chào em. Tuyệt vời. Đây là không gian phòng khách được thiết kế bởi Vince Valley cùng những cái nghệ nhân nổi tiếng từ New York, từ American. Về phòng khách rộng rãi. Thiết kế đây là những cái tác phẩm bức tranh hội họa theo cái trường phái rất là phổ biến. Các tác phẩm điêu khắc cũng được sử dụng rất là tuyệt vời. Đây là cái phòng ngủ chính master. Dùng cái canapé á. Cảm ơn em. Anh quay phim chụp ảnh trước. Thì đây nó giống như cái gallery để mọi người có thể trải nghiệm được cái không gian này. Bước vào đây là khu vực phòng tắm rất là rộng rãi. Thật là không thể tin nổi. Mọi người có thể trải nghiệm cái không gian tuyệt đẹp chỉ có tại Villa Bãi Bắc Bay Villa. Rất là thời thượng. Hoàng Anh từ Preview Trip, mình có mặt đây cùng với hai người bạn và đồng nghiệp. Đây là cái phòng tắm rất là rộng. Rất là rộng, mình có thể nói là rất là rộng. Ở đây bạn có một nơi để vali riêng. Restroom, đây rồi. Những chiếc ghế cổ điển. Những cái tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đang chờ đón bạn tại đây. Thì mọi thứ rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Hôm nay là có Mr. Miss Valley lần đầu tiên. Chào các bạn, mình là Hoàng Anh từ Preview Trip. Mọi người đang có mặt tại Intercontinental Đà Nẵng. Đây khoảnh khắc buổi chiều rất là đẹp. Đây là cái villa mà có đến 3 hồ bơi riêng, mình sẽ khám phá một chút. Hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng ở đây. Đây là cái không gian mọi người có thể trải nghiệm cái không gian phòng khách lớn thứ hai. Có khu vực restroom khá là rộng nhưng mà cũng không rộng lắm như Villa 99 mình ở. Đổi lại thì có đến 3 hồ bơi riêng cũng, nhưng mà chỉ sâu có 0.9 mét thôi. Chung là nó cũng nhỏ, nó cũng đẹp. Tiếp theo sẽ là cái tiếp theo nữa là cái phòng Catherine. Yeah, đây là hồ bơi riêng thứ ba. Một cái khung cảnh tuyệt đẹp. Ở đây là cái phòng twin rồi. Không gian rất là ấm cúng, cổ điển, classic.
với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm hội họa đang đón chờ mọi người tại đây. Phòng tắm cũng vẫn có bồn tắm, một cái hình diamond, tất cả các chi tiết đều khá là classic. Đây là hồ bơi riêng thứ 3 rồi. Cá nhân mình thì thấy nó cũng rất là bình thường so với cái villa 99 mình từng ở, nhưng mà cái kiến trúc thì rất là mới, phong cách kiểu Maroc Phú Quốc. Nhưng mà phải rất trân trọng Bean Spelly vì cái thiết kế rất là đẹp. Mr. Bean Spelly, one question only. Why did you design this villa? Because I got paid. Yeah. Oh my God. You work because of money only. It's like they don't in Maroc. The honest answer is that you're so high. Yeah, I'm so high. Live here myself. If I design something, I would design something like this for my own house. Yeah, I've read many times about since schooling, uh-huh. And another sorry about my English, but your design is very beautiful. Thank you very yeah. much. You collect many. Beautiful art. Yeah, it's so great. Thank you. So great because I'm fan of architect, fan of resort. Thank you for your time. Okay. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Thank you. I like that.